Tối 11 tháng 7, ông Bùi Văn Bèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một người chết, ba người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày tại gia đình bà T, sinh năm 1978. Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do anh N mâu thuẫn với vợ nên đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt, dẫn đến sự việc thương tâm. Vị lãnh đạo thông tin, ba người bị thương bao gồm bà T, anh N sinh năm 2000 là con của bà T và chị V sinh năm 1907 là vợ của anh N và bé trai tên H 40 ngày tuổi là con của vợ chồng anh N. Ngay sau vụ việc xảy ra, gia đình nhận được nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tuy nhiên, cháu H đã tử vong trên đường đi cấp cứu và được gia đình đưa về để lo hậu sự. Cũng theo lãnh đạo xã Tuân Đạo, bà T bị bỏng 70%, anh N bỏng 60%, người vợ bỏng 50%. Vợ chồng anh N và chị V chưa đăng ký kết hôn và chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng rồi sống chung với nhau. Chiều 11 tháng 7, nhiều người dân sống cạnh hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chứng kiến đoạn ta luy tại khu vực sạt lở hôm 29 tháng 6 tiếp tục đổ sập và đất đá rơi nhiều xuống phía dưới. Thời điểm này trời không mưa, thời tiết vẫn bình thường. Đoạn ta luy đổ sập gây tiếng động lớn cùng với khói bụi mù mịt khiến nhiều người lo lắng. Lúc này, khu vực sạt lở đã được cơ quan chức năng phong tỏa, xử lý nền đất. Người dân đã được di dời nhưng không gây thiệt hại. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động vào tối 11 tháng 7, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết việc đổ sập đoạn ta luy vào chiều cùng ngày nằm trong phương án xử lý của cơ quan chức năng chứ không phải tiếp tục sạt lở bất ngờ. Theo đó, đoạn ta luy nêu trên đã bị nứt rất nhiều, không sử dụng được nữa nên cơ quan chuyên môn xử lý cho sạt xuống để giảm thiểu nguy cơ sạt lở bất ngờ, nhất là vào ban đêm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cũng theo ông Tú, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng vẫn đang túc trực tại hiện trường để đưa ra phương án xử lý khắc phục hậu quả của sạt lở vào hôm 29 tháng 6. Chiều 11 tháng 7, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng trong gia đình khiến một người tử vong trên địa bàn huyện Bắc Bình. Trước đó vào trưa cùng ngày, Nguyễn Ngọc Tám sinh năm 1991, trú ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình tranh cãi với cha mình là ông A sinh năm 1963 tại nhà riêng của gia đình. Sau đó, Tám dùng dao đâm cha ruột nhiều nhát. Ông A được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyễn Ngọc Tám đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã đến nhà ông A, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Bắc Bình khám nghiệm hiện trường, thu giữ khí gây án và trưng cầu khám nghiệm tử thi.